Trả lời câu hỏi con đang bị thoái hóa cột sống và thần kinh tọa. Thầy đông y nói con bị độc tố nhiều trong các khớp và làm tắc kinh mạch. Thanh lọc xong làm thêm liệu trình xông hơi và ngâm nóng liền có được không? Thưa quý vị, nếu chúng ta thực tập đúng đắn hết tất cả những hướng dẫn trong chương trình vận động, hít thở, sử dụng các loại nước vàng, nước đỏ, nước Kenjin, thì chúng ta sẽ được đào thải độc tố ra. Nếu chúng ta thực tập đúng cái phương pháp uống dầu thì sau khi chúng ta thực tập 3 đến 7 đêm dầu thì nó sẽ làm mới lại cho hết chúng ta và chúng ta có thể kéo dài 14 đến 21 ngày thì quý vị sẽ thấy cái kết quả nó rất là tốt đẹp rõ ràng chứ không cần phải thêm các cái bên ngoài. Còn khi chúng ta sử dụng bên ngoài thì nó chỉ tạm bợ ngắn ngủi mà thôi. Còn đây là cái phương pháp chúng ta làm mới lại từ bên trong, làm sạch sẽ, làm cân bằng từ bên trong theo đúng cái nguyên tắc vận hành của vũ trụ thì kết quả nó sẽ lâu dài, nó sẽ ổn định hơn.